Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô rợi nguyện địa tạng vương Bồ Tát, Nam mô tiên hóa đại Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tông Bồ Tát. Con xin phép tam bảo cho con được thọ trì bà kệ hướng nguyện hê kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện. Sau đây con xin phép được bắt đầu bái giờ Đức Thế Tôn nguyện nói kệ rằng: Ta xin địa tạng xuất ai hằng, kiếp số hàng xa khó tỏ trần. Hãy nghe một niệm chi ngưỡng lễ, trà người lợi ích sự không ngàn. Hạt rồng hạt thần cùng nôn nữ, bố tặng sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mận đệ sĩ thân, tuổi họ hiên nhiều trừ tội dữ. Trẻ hơi tránh mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ rụt rà. Lớn không nghĩ đến điều không biết, nẻo như đường lành ở đâu là. Hẹp với hạt tơ đệ sĩ hình, cổm thiên chiên để biệt chẳng đành. Tham mốt ngoài luôn điện danh hiệu Bồ Tát hiện hoan đánh minh mình. Chỉ đành quý thuộc ở nơi nào, đã sao ốc thú cũng ra mau. Nếu được không vui lần kính ngưỡng, thánh chí Bồ Tát phúc đào trâu. Bồ đề mô tự muốn tu hành, mong ra ba cõi khứ tứ sinh. Người này đã phát làm bi lớn, trước nay chuyên để đệ sĩ hình. Nghe tin cô y rất rộn lành, cúng dường cung kính phát làm thành. Nghiệp chướng giá hiện nên chướng nạn, bao nhiêu ma ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh có tơ ách. Nhờ lập nguyện lớn trên nghĩ bọn, đạt rồi quay người lưu xót mắt. Người này nghiệp chướng lo lòng mê, hạt đời thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn có ngoại cục, cũng nhiều địa tạm với hương hoa. Dùng chén nước trăm và chút tường, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sao là ăn trọn cử ngũ tăng, rượu tiệc tòa dâm cùng gió lúa. Trang 21 ngày cháu sắc xanh, chuyên làm tử niệm hơi nhân danh. Chuyên bố thấy rõ tương nhu hiện hất rồi liền đảnh trí không lanh. Đợi thừa kinh giấu ngay qua ta, nhìn bọn đà sơ nhá chén sơ. Chính nhờ đợi suy ai thầm lớn, thầm giúp người kia có hệ tờ. Chúng sanh nghèo khổ lợi ống đau, cửa nhà hội họ người lì nhau. Ngủ mê mộng mị không ơn giác, càng muốn hẳm hơi trẻ được nò. Giống đàn chiên lễ địa tận ngờ, bao nhiêu việc ớt hải tiên ngay. Nhẫn chi mô điều ông cả quỷ hầm phò hộ của dư sờ. Muốn qua sông biển lấy đuối rừng, cầm hướng độc nguy dạy đón đường. Ốc hàng ốc quỷ mưa gió dữ, nhìn nó sông nó khống không lường. Sắp sửa ra đi đấu chức tượng, cúng những cái lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cỏ có bầu trang, ách tơ tiêu sạch thừa ốc sướng. Qua âm lấy nghe ta nói rõ, địa tổng vô lượng ai thần đó. Trang nhìn muôn chiếc Phật chén đời, rộng tin đại sĩ đại xuất mở. Như người nghe đến địa đầu trăng, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Như hương hoa ăn uống dân y phục, trang nhìn bố đẹp hưởng điều lành. Nếu hai đêm con vợ ốc sớt, lúc đó thành Phật sanh tư khỏi. Quan âm năng biết gán tuyên bày, chỉ phát hành xoa nhiều nước cõi. Con xin nương vào quang minh và hạnh nguyện Phật lực gia trì của chư Phật. Con xin hồi hướng thấy công đức hạnh thuộc bờ kệ này đến cho tất cả các chúng sanh trong ba đường ốc, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tên trưởng hiện can phước đức, có duyên với tôn bổ địa tạng Bồ Tát, phát tâm bố ân hiếu kính với các nghề và được các nghề độ thoát trang tương lai.